Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ từ báo đạo người nha. Xin chào anh em, game hẹn lại chế mình nha, từ từ đừng phụ, từ từ báo đạo đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước và video cho anh em xem video bạn like, share, thay đăng kênh được phát triển nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình trang cốt quả, lại săn cốt quả, vui chơi sự kiện cập nhật thời tiết ngày mới của bên game Poké đại chiến anh em nha. Ngoài ra mình đi hốt hết sự kiện quà web luôn anh em, hôm nay hốt hết được rồi. Rồi, check quà rồi anh em, hôm nay bán gì? Bán đá sao xa. Ok, quét nào anh em, quét nào. Hôm qua làm xong clip về cái web thì hôm qua là pool rồi, nhưng mà hôm nay tôi mới nhận được anh em, hôm nay tôi mới nhận thì bạn, hôm qua pool đúng qua rồi nhá. Mê cung. Trời đẹp, có tuyết nhiều anh em, lúc 12h32 đến 14h32 anh em. Rồi, có web nhận sự kiện luôn cho nó nóng anh em. Ok đây anh em, nó đăng nhập tài khoản xong. Rồi, cái này thì dành cho iPhone anh em nhé. Còn lại tất cả các gói anh em đều nhận được hết rồi. Đây, một gói, hai gói, ui, ba, 200 bình thường anh em được 350 bình thường. Rồi thẻ đột phá anh em được 350 thẻ đột phá. Ui, phụ kiện sử ngôi truyền quá đã, trời ơi về thế nhờ. Đặc biệt là được 250 đèn bí đỏ anh em, ngon lành chưa bạn. Tôi cũng nhận được cái này nhá, cái này phải các thứ iPhone mới được anh em. Rồi anh em quay trở lại in game nào. Đây các bạn, trời ơi xuất sắc luôn ạ. Ôi trời ơi xuất sắc luôn anh em. Đó, tuyệt vời luôn ạ. Đây, quá ư tuyệt vời các bạn. Quà này, wow. U là trời. Nhìn đá đấy nhờ. Đá ghê luôn ạ. Trời ơi, thôi nhận là anh em. Nhất cái lách. Đúng rồi, nhất cái lách anh em. 35 dương phụ kiện sự à. Nhìn lâu lắm rồi mình không đi gấp đồ anh em. À không bắn, hôm nay không có đá, bắn đá nâng để ghép đồ. Anh trong túi cũng không, hôm nay không có bắn đá để ghép đồ anh em. Trích mạnh coi nào. Ok, lâu lắm rồi mới đi đổi đây anh em, xem nào. Trời, con này mới được 348, mới bao giờ mới đủ cho nó anh em. Một cá tư bình thường các bạn. Shop nào. PK. Ok đi mua luôn. Rồi, quét anh em. Đó, tranh thủ đi làm nhiệm vụ các kiểu anh em. 2 3 Ok, rút nào. Được 250 điểm bí đỏ à. 300 rồi. Hình ảnh. Ok, ngon anh em. Ok, chúng ta sẽ ngồi ghép mà 1-2 món gọi xem sao. Đâu rồi, không ghép anh em. Từ, ghép này chết đi. Xem nào, món gì đây. Nguyên thủy á, ra một món đồ nguyên thủy anh em. Ô, lại còn con đá. Còn đá anh em, rồi ra được đồ nguyên thủy anh em, còn thua. Đang băn khoăn bên này cũng ghép tiếp hay để đấy anh em. Băn khoăn ghê.
Rồi. Rồi còn một cái nữa là pole anh em. Được rồi. Qua bên phe đoàn nào. Rồi. Ok. Nhận nào. Bot. Ok, bot lại hẹo. Tiếp tục reset. Ok, bên bot nào. Tính ra quả này chắc phải có ngon được xe mới đó anh em. Để tí qua xe mới check xem sao ạ. Trời ơi. Một này tính ra bên xe mới nó mới nhận được như này là có nửa con Ulova, à, gần đủ con Ulova đâu nữa anh em. Quá căng. Ok. Chiều chiến nghe bà tuần sau là tiêu đĩa skin anh em. Để tôi đua xe mới, bên xe mới là này sẽ chơi lâu đấy anh em nhá. Trên bên S94 này sẽ chơi lâu đấy. Theo nhiều qua nhiều em ý kiến quá kêu ấy, chơi toàn bỏ, hôm nay không bỏ nên anh em chơi lâu. Thiên thời địa lợi tốt quá nên này khả năng sẽ chơi rất là lâu luôn. Để xem là chúng ta hôm nay có gì để lần không. Tôi nghĩ chúng ta nên đi di tích cổ tự động ok tự động nào Ok túi xem anh em. Dùng nào. Quên thêm đẹp rồi không. Mắt mũi lại đi đặt cái shop anh em. Shop để ấy mà sao đặt vào đấy nhỉ. Nghĩ chán thế nhỉ. Bản thân nghĩ gì luôn các bạn. Ok tự động nào. Tự động tiếp. Tiếp tục tự động anh em. Dọn sạch bot luôn có gì đâu. Tự động tiếp anh em. Lượm nhặt ngay cái gì đâu mà. Dám ba con bot này là gì. Úp một cái này. Rồi. Ui. Vừa có cái đây mà. Hay là cái anh em úp luôn ạ. À. Tự động luôn. Ok, bán. 2 1. Rồi ok, sạch túi anh em. Càn quét. Tự động tiếp nào. Ok các bạn tiếp tục tự động. Ok. Lần này ngon đấy nhỉ. Full luôn anh em. Full luôn này. Hết quà hết sự kiện luôn anh em. Toàn quà là quà các bạn. Còn hai boss hạ lốt ạ. Uầy ngon đấy. Lâu lắm rồi mới có lượt phun quả anh em.
Rồi. Bán tiếp. Bán tiếp. Quạt tầng tiếp theo. Tự động. Ok. Mở nào. Ok. Tiếp tục anh em. Yo. Được của nó nhìn đợt này cũng vậy anh em. Này, toàn điểm là điểm thôi. Full điểm luôn ạ, ngon thế nhở. Từ đầu. Lượm. Lượm qua các bạn. Shop. Mùa nào, rồi. Rồi. Nói chung thì anh quanh sáng nay thì cũng điểm qua thời tiết, cập nhật sự kiện hốt quà thì thôi anh em, click kết thúc rồi nha, hẹn gặp anh em theo giờ thì bye bye.